Man đang ở Phú Studio. Hôm nay The Man chuẩn bị thu một ca khúc mới nữa. Đó là ca khúc chính là Anh của nhạc sĩ Khắc Việt. Nó sẽ nằm trong album The Man Vol. 2 lần này. Thường thì The Man phân chia bài từ ở nhà. Khi nghe một ca khúc mới thì cả hai đều suy nghĩ và nghe rất là kỹ ca từ cũng như giai điệu. Và khi lên phòng thu thì thu rất là nhanh. Quan trọng nhất là cái phần bè thì do Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy dựng. Thường thường trong một ca khúc thì Hoàng thì đảm nhận vai trò hát chính và hát bè cao. Còn Dũng vẫn hát chính và hát bè thấp. Các bạn hãy cùng với The Man vào phòng thu nghe và The Man hát ca khúc mới này như thế nào nha. Anh yêu không chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau. Mình hãy sinh vì nhau nên tìm một hạnh phúc. Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là anh. Chào các bạn của chương trình Sau 24/7. Các bạn đang ở nhà thiết kế Hoàng Ngân Collection. Nãy giờ thì các bạn cũng thấy The Man đi tham quan và chọn lựa rất là kỹ những chất liệu cũng như vải phóc để cho chị Ngân chuẩn bị thiết kế đồ cho The Man. Tại vì là lần này The Man muốn chọn rất là kỹ và chọn những trang phục và rất là bắt mắt để chuẩn bị cho album Vol. 2 của mình. Một mình cô đơn, một lời hứa em luôn yêu anh dù tình ta đã phai nhòa. Nhưng sao đêm nay riêng anh lặng thầm trong mưa. Thường những cái trang phục để biểu diễn thì The Man thường là đưa ra những quyết định chung. Khi bàn với chị Ngân thì chị Ngân sẽ tư vấn, rồi sau đó hai người sẽ cùng đưa ra một cái ý kiến chung. Vì là The Man thì chắc là cái gu ăn mặc hay là gì nó cũng thích hợp với nhau đúng không? Nên khi chọn lựa thì cũng rất là dễ. Tới đây The Man sẽ làm một cái video clip, một cái album mang tên là cái album Vol. 2 của The Man. Và các bạn cũng đã yêu cầu Hoàng Ngân là có một cái hình ảnh mới và nó trong sáng, tuy nhiên vẫn rất là mạnh mẽ, vẫn rất là nam tính. Và Hoàng Ngân cũng đã quyết định cùng với các bạn chọn những cái tông màu chủ đạo là những cái gam màu trắng để mà làm cho ra được một cái sự trong sáng cho cái trang phục biểu diễn. The Man thì luôn luôn trung thành với gu lịch lãm nam tính giống như album Vol. 1 thì album Vol. 2 này cũng vậy. Tại vì The Man không muốn làm một cái gì đó khác biệt đi để cho khán giả tự nhiên thấy một The Man nó khác, mà chỉ làm cho khán giả thấy là The Man luôn luôn có một cái gì đó cuốn hút hơn, vẫn trung thành với hình ảnh lịch lãm nhưng mà có phần trẻ trung hơn. Sao khi nó nhớ trong tim này quá khi em cách xa cô đơn với quanh anh nghe mùa đông như thế. Hiện tại The Man đang ở studio để chụp hình cho album Vol. 2 có chủ đề là những câu chuyện tình yêu. Lòng này thêm tê tái từng lời người chào em mãi đã phai dù tình lạc trong đêm tối đường về tìm không xa. Bên quyết để có những bức ảnh đẹp của The Man là chọn một người làm việc với mình thật sự phù hợp, đó là giúp ảnh gia Trọng Đức. Và hôm nay có một idea rất là lạ của Trọng Đức để chuẩn bị cho album lần này. Và các bạn hãy đợi xem album phát hành thế nào sẽ xem được cái idea.